F9 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đại Nghĩa xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Cảm ơn chuyên gia Sophie Oppo Camera Phone đã đồng hành cùng với chúng tôi. Mở đầu chương trình thì Đại Nghĩa đang ngồi suy nghĩ tìm xem có cái cách nào để mà có thể là vượt qua được những cái sự mà hại não nhức đầu của chương trình. Bởi vì cái đẳng cấp mà tung quả mù qua mặt những khách mời, những người chơi của chúng ta càng ngày nó càng nâng cao. Và sau một hồi suy nghĩ thì Đại Nghĩa rút ra một cái kết luận là tốt nhất đừng suy nghĩ gì cả. Hãy cùng chào đón vị khán giả đầu tiên của hôm nay, Trấn Thành. Và Trường Giang. Hai em bao nhiêu lâu ngồi trên chiếc ghế này rồi? Hả? Gì vậy? Không, anh đang nói là về cái chuyên môn của chúng ta đó Thành. Cái chuyên môn cái gì vậy Giang? Em thật lòng là càng ngày anh mặc đồ càng trẻ trung. Bữa bây giờ anh như cây kẹo kéo vậy á. Sao lạ vậy anh Nghĩa? Càng ngày anh càng lột xác vậy. Nè nha, đừng có nói tôi là đang yêu đó nha. Tôi thấy mấy người đang yêu hay tự nhiên là cái đội mới đó, cái tự làm đẹp một cách bí ẩn nha. Thôi đi, bỏ qua đi. Hôm nay anh em mình hãy hòa thuận với nhau. Tại sao vậy? Vì hôm nay có những khách mời vô cùng đặc biệt cùng xuất hiện trong một chương trình. Tôi đã nghe nói là những khách mời của chương trình ngày hôm nay họ có những mối quan hệ mật thiết với nhau. Đúng, có hai từ sẽ nói nhiều trong chương trình ngày hôm nay là quá khứ và hiện tại. Đó, chỉ nói vậy thôi. Đó là những ai thì ngay bây giờ chúng ta sẽ được biết nha. Nhưng mà trước tiên thì mời Trấn Thành và Trường Giang về vị trí của mình cái đã. Người đầu tiên mà Đại Nghĩa muốn giới thiệu một gương mặt rất là quen thuộc, đặc biệt là trên sân khấu hài của chúng ta, một cô đào xinh đẹp, duyên dáng, luôn mang lại tiếng cười cho tất cả mọi người. Xin được giới thiệu Lâm Vỹ Dạ. Và thầy giáo mưa Mai Tài Phến. Thấy chưa? Vui hết mà mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Gì vậy? Gì vậy? Ai là em? Người ta la cho con dạ. Ai là em mà em cảm ơn? Em tính về đội Trấn Thành luôn mà giờ không biết sao. Em tưởng là em về đội Trường Giang được à? Chết rồi. Em làm như em có giá. Nội cái vụ mà vô đây mà đẹp hơn người là đã thấy ghét rồi hà. Chắc là trai xấu lật lắm. Vẫn đẹp. Trời ơi. Nó cào đầu xong cái bên này có một âm thanh phát lên. Vẫn đẹp. Tém lại bớt nha. Bữa nay dạ đẹp luôn nè. Dạ cảm ơn anh. Bữa nay đeo hai cái niềng xe đạp gì em? Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu. Cái style của người ta mà. Nãy giờ anh giới thiệu em là một cô gái đẹp đẽ duyên dáng của làng hài này kia. Em ra em làm giống như là diva này kia đó dạ ha. Mình xả được không? Mình bung nẹp được không dạ? Tại em thấy khi mà phến ra đó thì ở đây rần quá cho nên là nhan sắc em có hạn cho nên em không dám nói gì thì nhiều. Mình phải có thủ đoạn chứ em. Mấy giờ mới gặp phến hai kia mình giao lưu cái đường không cưng? Ngộ ghê luôn á. Cái chương trình này nè, mỗi lần mà khách mời giao lưu qua ôm nhau là che tôi hả? Mà sao cái gặp người ta đẹp là ôm liền kỳ vậy? Em giao lưu mà anh. Giao lưu mà ôm chặt gì vậy? Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình cùng Mai Tài Phến. Thì cũng là lần đầu tiên tham gia chương trình. Thì anh Nghĩa với em cũng là lần đầu tiên đứng trong sân khấu này. Dạ. Sao không ôm anh Nghĩa? Dạ em chào anh. Thôi bây giờ muộn rồi em ơi, anh không muốn chào em nữa. Trời ơi đó, em phủ phàng với anh quá. Thôi cho em về chỗ em ngồi đi anh. Em muốn ngồi đâu? Em nghĩ là em ngồi kế anh Thành em sẽ đẹp hơn. Bến qua đây em. Đó thấy chưa. Còn Phến em muốn về đội nào? Chắc là em về đội về đội anh Thành đi, tại em với anh Thành cũng có diễn chung với nhau rồi. Rồi thôi tôi đi về. Làm như Trường Giang tàn hình ở đây hay sao, không ai ngó ngàng người tới trơn trọi à. Bởi vì tao nói rồi, Nghiệp đó giờ trả. Nói móc nó me người ta cho giữ vô, về đâu có ai mà về với mình. Tại hồi nãy em tính về đội cho anh Trấn Thành, xong rồi anh Trấn Thành nói với em đó, xong em tính qua đội Trường Giang mà anh Trấn Thành mới khen em lại. Em quyết định là em về đội anh Trấn Thành. Dạ em cũng vậy. Đấy, em đội Giang khen em mà không thấy. Em cũng quyết định em về đội anh Thành, bởi vì em nghĩ là khi mà em ngồi cái anh Thành em sẽ ốm hơn. Chưa từng thấy con em nào mà nó có gặp tôi nữa nó xỉa xối thân thể tôi. Đã, em muốn về đậu người ta mà nói là chú nhà mập thế này thế nọ. Ủa trời ơi, thì người ta mập thiệt mà, chứ có phải giả nói quan cho em đâu. Rồi anh cũng thêm một nhát dao nữa. Không anh... phải, bởi vì anh tôn trọng sự thật. Ừ, để anh coi em ngồi kế Trường Giang em có đẹp hơn được miếng nào không nha. Em nghĩ coi Trường Giang có muốn mời em về không? Về đây em, về đây với anh. Dạ, vậy em xin phép. Dạ, em nghĩ là em về đội anh Giang em sẽ thấy cao hơn. Và hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai? Hãy cùng chào đón em gái mưa Bùi Anh Tuấn. Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Chia tay có sống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay nhau nhé. Vì là có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ yêu rất nhiều. Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Chia tay có sống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay nhau nhé. Vì là có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ yêu rất nhiều. Mình chia tay và em đã rời xa tôi mãi mãi. Vẫn biết mình không thể quay trở lại. Ngày tháng mai sau nếu ta còn yêu hay nhớ nhau, không biết rồi sẽ thế nào hỡi em. Cho đến bây giờ thì thật lòng anh vẫn yêu, anh vẫn nhớ anh ngày đầu tiên. Cứ thế cứ xong mang yên bình nơi con tim anh, để mai sau nơi đây còn lại với ai, còn lại mỗi anh. Nếu ai kia vội vàng thì càng yêu tầm tay thôi. Dường như em không muốn nghe thêm chi nữa. Và khi em đi về từng ngày yêu thương, để chẳng phải hối tiếc về một chuyện tình yêu vẫn còn đây. Chia tay có như là mình vẫn chẳng nhớ nhung gì. Chia tay có sống anh mất em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay nhau. Vì có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ yêu rất nhiều. Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Chia tay có sống anh mất em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay nhau nhé. Vì là có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ yêu rất nhiều. Và mình dành lời chia tay để từng ngày anh mong đổi thay, hãy đổi thay. Đừng là lời chia tay nào ướt mi, lời chia tay vẫn giữ riêng mình anh. Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Chia tay có sống anh mất em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay nhau nhé. Vì là có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ yêu rất nhiều. Một tình yêu như ta mong chờ. á, thường thì khách mời mà đẹp đẹp hay ôm nhau lắm, hai đứa có muốn không? À, ôm thì che mặt anh sao? Không, có kệ, anh chấp nhận anh bị che đó. Phến không dám nhìn thẳng luôn á. Phến lên giao lưu của bạn cái, bạn cái đi. Tự nhiên bị trúng mặt của anh. Trúng mặt nữa hả? Tình cơ chặt 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 lại nhau chặt 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 dường như lâu lắm quen nhau. Mà anh nói thiệt, cái này bây giờ nghiêm túc nè. Nãy giờ ghẹo ba đứa, nhưng mà giờ nói thiệt vẫn không nghiêm túc đâu, thưa hứa luôn á. Không, nó nghiêm túc chứ, lâu lâu phải nghiêm túc lại một tí. Thật sự ra Trấn Thành là người rất là mê giọng hát của Bùi Anh Tuấn và cả Hương Tràm luôn. Đúng. Hai người này là hai cái người trẻ mà hiện nay theo tôi là cái giọng hát vượt ra qua khỏi biên giới loài người. Vậy qua tới cái loại gì? Loài voi. Loài voi. Đậm đà, chín mùi mà nghe nó phê lắm. Đây là hai cái người trẻ mà âm nhạc của họ là thật sự đáng để chúng ta ghi nhận. Xin cho một tràng vỗ tay. Thôi tự nhiên nghe anh Thành nói em cảm thấy cô đơn quá. Đừng cô đơn em. Anh nhìn em anh cũng thấy nhiều điều. Anh thấy rằng là em cô đơn là đúng. Hai bạn đã từng đến với Giọng Ải Giọng Ai của mùa đầu tiên rồi. Lần này là chúng ta quay trở lại thôi. Có lẽ cũng không có phải là quá lạ lẫm với cái không khí này đúng không? Với những cái con người đang ngồi ở đây. Đặc biệt là hai công chủ nhà Trường Giang và Trấn Thành, Phong Tuấn. Dạ. Cảm xúc của em sao? Em cảm thấy một chút lo lắng. Em không biết là cái gì nó sẽ chờ đợi mình sắp tới. Vẫn còn lo hả? Anh tưởng em phải có kinh nghiệm hơn rồi chứ. Sau một khoảng thời gian mình phải có nhiều cái kỹ năng, kỹ xảo, nanh vuốt này kia của mình chứ. Không, em bị đưa vào thế chắc lần này lần thứ 2, 3 rồi. Tụi anh cũng chỉ là những người làm thuê làm mướn. Đúng không? Đến với chương trình để ngồi đó nói, hay thì người ta khen, chê người ta chửi trên mạng. Chứ tụi anh có làm gì đâu mà gài tụi em vào một cái thế. Em nói vậy là tụi em bất công với tụi anh. Thôi em không nói nữa. Thôi. Em đến chương trình mà em không nói thì người ta mời em làm gì? Đó, cái này mới là gài như thế nè. Đó, nói cũng được mà không nói cũng không được đó. Bây giờ nè, dạ đại diện phát ngôn nói chuyện với Bùi Anh Tuấn giùm anh. Dạ em ơi, ngày xưa anh Ưng Hoàng Phúc có cái bài hát là tha như thế, thà đừng vô thế đó em. Thế còn Hương Tràm thì sao? Nói chung là đến đây cảm giác đầu tiên của em là khi nhìn lại anh Trường Giang là khá là thất vọng. Trời ơi, im. Một nhát dao. Khi mà năm ngoái bằng tất cả tình cảm của mình, bằng tất cả những tình cảm của người em với người anh thân thiết, em đã dành niềm tin cho anh ấy, về cùng với đội anh ấy. Nhưng cuối cùng thì không ai dành cho em niềm tin, anh Nghĩa nhớ không? Nhớ em. Nên năm nay em đã đưa ra một quyết định. Sao? Khoan, trước khi quyết định anh xin nói, trong một chương trình khác tôi gọi điện trước khi chương trình bắt đầu. Tràm hả? Anh Giang nè, anh có một việc nhờ em. Lát nữa khi anh gọi điện thoại cho em, lúc đó đang ghi hình thì em sẽ trả lời ABC cho anh nhé. Ok anh, em vẫn ở đây chờ anh đấy. Alo, Hương Tràm hả em? Dạ không, em trợ lý. Ủa chị Tràm đâu? Chị Tràm đi ngủ rồi. Trời ơi, lúc này tôi đánh hát, trời ơi. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Đúng rồi, hồi xưa em đi quay MV với Tràm á, em cũng điện mà ít gặp Tràm lắm. Tràm đi hát nhiều. MV gì? Em Gái Mưa. À là từ đó. Nói chi rồi vô thế nữa. Ngồi yên cho đẹp hình là được rồi Phớn. Nó là thà như thế, thà đừng vô thế. Mà vô hoài. Giờ các chủ nhà muốn mời vị khách nào về với gia đình mình đây? Đây. Ê, cho Trinh xin nói một điều nha. Xin nói một điều. Đối với đội Trường Giang, ai về cũng được. Nhưng mà đối với đội Trấn Thành, ai về cũng vô tế. Đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Đúng. Không, em chọn trước, em là phải đổi tuồng rồi đó, em không có dùng tuồng cũ nữa. Năm nay em chọn anh Trấn Thành. Welcome em. Mời Hương Tràm. Để em anh. Cái gì vậy? Mời Bùi Anh Tuấn. Gentleman. Tuyệt vời. Đàn ông như thế. Mày giận ai mà giận, bóp tay anh làm gì đau vậy? Tại sao bao nhiêu nghệ sĩ không mời, mời đúng những con người này góp mặt trong chương trình hôm nay chỉ có hai chữ thôi, đó là định mệnh. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi theo định mệnh mà thôi, không trái lại được đâu. Hãy đến với vòng chơi đầu tiên của chúng ta, Hóa Thân. À, nhà bên đây mình có cần phải dọn thêm mâm cơm hay ly cà phê gì không? Tao nói tụi em hòa thuận dễ sợ, tao nói gia đình về gặp nhau cũng như là người trong gia đình vậy đó. À, dạ. Làm như là quên hết tất cả mọi người xung quanh luôn đúng không? Hàng chia Tuấn mặt buồn thấy rõ vậy đó. Thôi không sao đâu em, đừng giấu gì hết. Nãy giờ em đang muốn nói chuyện với Mai Tài Phến đúng không? Nói một câu gì đó đi. Đúng rồi. Ok. Hai đứa chào nhau mà như muốn lộn vậy đó. Hy vọng hai nhà hòa thuận nha. Từ giờ đến cuối chương trình mong là đừng có dĩa bay chén bay gì đó. Và hãy cùng chào đón 7 dòng ca bí ẩn của ngày hôm nay. Số 1, chàng trai này làm công việc là bán tạp hóa. Hãy ghé thăm tiệm tạp hóa của anh ta nha. Có nhận xét thế nào về anh chàng này, Hương Tràm? Em cảm giác là bạn này hát được. Cảm giác như bạn là một nghệ sĩ underground. Màu lắm. Cái từ có vừa rồi bạn ấy hát đấy, em nghe từ có đấy em thích phết. Đấy, thấy không? Thấy chưa, tôi thông lắm. Yeah, yeah. Bỏ qua em, bỏ 1-0, 1-0. Từ từ, 1-0. Gỡ lại, mình đàn ông mình gỡ lại. Vậy là dạ như thiệt ha. Thiệt, em thấy em hoang mang quá à. Thiệt không biết lá hồi ôm tiền hay ôm đầu máu gì. Em đâu có ăn nhậu gì trong cái cuộc tình này đâu. Tự nhiên lâu em vô đây chi vậy? Dạ, em giống như là thư ký trường quay vậy đó. Dạ. Đấy, nói gì cho sâu sắc, gỡ lên một đề mà anh coi. Vô. Em thấy bạn này hát cái kiểu bạn nghĩ chắc bạn hát không hay đâu. Tại sao? Tại thấy cái nhép của bạn như cái ở đây nè, nó ngân ra kiểu như là nó chưa có rõ. Em thấy em cái cảm gì lên trên em, cái gì lên trên? Cái này cổ hả? Ờ đúng rồi. Bởi vậy Phến nó làm diễn viên là đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bên ca sĩ ta nhìn giận giống nhau chứ mình ổng nhìn giận trái mà ổng đòi gỡ một điều biết gỡ sao được. Vậy thì anh xin tuyên bố 2-0. Không sao. Chưa trùng kết. Xử lý em đó, em là em nói nó hát được đó mà em cố tình em nói không hát không được. Ừ, kiểu đó là thẻ đỏ ra sân luôn nghe em. Đó em phải chặt lại tiếng đó mà em chết luôn. 3-0. Chi vậy biết 3 cái liền. Trấn Thành nói đi em. Bạn này cái âm thanh phát ra nãy rất là đầy. Thành thử ra là có thể là hát hay đó. Mà gương mặt hồi nãy trong clip rất là bình thường. Ở đây dạ chuốt rất là đẹp trai. Mà tôi thấy cái này mới giống cái outlook của bạn này hơn. Em thấy bạn kia để tóc lúc trước giống bạn em á. Bạn kia để sao em nha. Ừ. 4-0. Càng nói càng sai. Anh thấy chưa? Đó. Ừ, hiểu, anh hiểu. Đó. Anh chia sẻ sâu sắc. Anh hiểu tại sao làm gì mà. Anh hiểu. Nè. Mời thư ký trường quay Lâm Vỹ Dạ. Em thì em giờ em không biết em nói giống ai bây giờ thì em không biết em phe nào. Em chỉ giống anh Đức thôi dạ. Dạ theo những cái gì mà nãy em đã xem đó thì em cũng không có biết rõ là bạn này hát hay không hay, cho nên bây giờ cho em nghe bạn hát luôn được không? Bởi vậy em có làm diễn viên giống Mai Tài Phến thôi nha. Đúng rồi đó thiệt á. Trường Giang, nếu mà nói về ngoại hình, quần áo, tóc, tai, giày dép thì cậu này là một cái người biết chăm chút về bên ngoài. Thế nên là khả năng của bạn này hát hay lắm, nó vẫn cao hơn là hát không hay. Như vậy là đa số chúng ta nhận định rằng bạn này hát hay. Chúng ta qua bạn số 2 nha. Cô gái mặc áo bà ba, dáng người thon thả. Cô ấy làm nghề dệt chiếu. Xem nào. Bạn này có một cách đang chiếu rất là lệch lạc. Lệch lạc. Bạn này hồi nãy là không phải đang chiếu mà giống như là khi nướng gà ta trát mật ong lên đó. Hồi nãy thấy một cái cô mà ngồi cái bên là cô đó là thiệt. Cô đó là nghệ nhân. Cô ngồi vậy nè. Làm có mất người quá. Không phải đâu Giang ơi, cái mặt đó là cái mặt tiếc cái chiếu bị hư đó. À, mà ca trật luôn. Em đồng ý là đang hoang mang vô định về cái câu mà mình hát. Bình thường người nghệ sĩ mà hát phải chọn đúng một câu mình rất là quen rồi mới dám hát cho người ta quay. Theo cái kinh nghiệm mà không biết hát của em thì em nghĩ bạn này hát không hay. Nó bắt đầu vô vấn đề lại rồi đó. Em thấy nó bắt đầu vô lại, mặc dù chưa gỡ được cái gì vô hết. Được tới cái mé sân thôi. Dạ. Chưa đâu nè. Nói về chuyên môn cho anh nghe. Nè coi nè, em coi người ta nè. Em nghĩ là hát hay. Hát hay. Vì sao? Cái thứ nhất là em thấy là bạn ấy chọn bộ đồ thế kia nên là cái phong cách nhạc thì mình cũng có thể mờ đoán ra được là bạn sẽ hát cái kiểu gì. Rõ ràng là cái giọng của bạn ấy vừa nãy khi vào trong cái giọng thử này lên em thấy có cái tiếng mà nó phát ra, em nghĩ là cái giọng đấy với cái âm thanh đấy thì nó sẽ hợp với kiểu nhạc của bạn đang đứng như thế này. Kiểu nhạc đó là kiểu nhạc gì? Kiểu dân ca. Ví dụ như bài gì? Em không biết. Đấy thì, đấy là cảm giác. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Cái này là tự Việt bị nha. Tự ký cứu em nói dạ. Dạ theo em thì em nghĩ bạn này hát không hay. Nếu mà theo những cái gì em thấy á, những cái phong thái bạn đó tạo nên là một cái người ca sĩ hát dân ca thì em nghĩ bạn này chắc không phải đâu. Nghĩa là ví dụ cái kiểu tạo hình này mình có bị lừa không anh? Chắc chắn vậy rồi. Tiếp nha. Số 3. Bạn ấy làm người mẫu shop online. Ánh nhìn sắc bén. Bạn này nhìn vào mặt bạn em chỉ muốn hát ngay một bài của Sơn Tùng. Em đi xa quá. Em đi xa lắm rồi. Bạn này nhạc ở Thủ Đức nhưng mà bạn có thể đang hát ở Bình Thạnh hoặc là ở đâu đó xa lắm. Phải không? Bạn này là người biết không? Say mê nha. Ra hát lạc láng là say mê đó. Mà coi như là cái độ nồng nàn nó đi ngược lại với kỹ thuật thanh nhạc đó nha. Tức là càng hát thì càng lúng đó. Đó. Nhưng mà điều chắc chắn là bạn này là chắc là bán shop thật sự rồi. Sao vậy? Sao vậy? Nhìn thấy bạn phong cách đó. Anh là thấy không rồi đó. Đúng. Bạn này là không shop quần áo, không người mẫu, không gì hết mà hát không hay luôn. Không hát, hát thì chưa chắc nha. Biết hát nhưng chắc là hát không hay. Tràm nhắc lại nha em, chương trình chỉ có một là hát hay hay hát dở thôi em. Nè, nghe cô thư ký hát nè. Dạ em nghĩ là hát không hay anh ạ. Vì sao? Dạ tại vì em nghĩ là vậy đó. Cái suy nghĩ của em chỉ đến đó thôi ha. Dạ tới đó thôi anh. Bạn này hát không hay đâu, tại bạn không hay hát nên khi bạn hát không hay, bạn hát không hay. Dạ. Vậy là mọi người đều nghĩ rằng anh chàng này hát không hay. Tiếp theo, bạn số 4. Bạn này đẹp trai ha. Cái tóc Mai Tài Phến đời đầu. Mai Tài Phến ha, chỉ có là nhuộm vàng hơn Phến mà thôi. Chắc là hát hay rồi. Chưa biết ta làm gì mà hát hay. Anh ta làm trống. Có thể đây là nghề thật của anh ta đó. Bởi vì một cái trống mắc tiền lắm và làm công phu lắm. Với kinh phí của chương trình hoàn toàn có thể mua 10 cái trống. Với lại không ai mà làm những cái công việc đó mà cái tay đẹp vậy hết. Đúng, đi, không tay... ai mà làm đẹp trống lắm. Mà có hàng chân mày như lá liễu. Cái đó chân mày tự nhiên chứ phải do nhổ nha. Tay đẹp mà da trắng trẻo nữa chứ. Còn lúc bạn ấy đóng em thấy thần thái lắm. Mà chẳng ai người làm nghề thật mà lại có cái thần thái đấy cả. Anh này bán kem trộn thì bàn tay mới trắng được như vậy, chứ anh ta không có làm trống gì hết trơn trời. Bậy, phun xăm dạo. Nhưng mà tóc là trong đang màu vàng đúng không? Thì tóc đó vàng. Về nhà bán thuốc nhuộm. Vô à, vô à. Vô. Ê, hên quá. 4-1. Tuấn nói là Tuấn hát hay không? Tại sao? Em không biết là lý do rõ ràng như nào nhưng em thấy là bạn ấy không hợp với cái việc mà đóng trống ở đấy đúng thật. Là nhìn thần thái thì không hợp lắm. Nhiều khi không hợp với đóng trống mà đóng giày thì kia rồi sao? Không, em có niềm tin là bạn hát hay. Có niềm tin là hát hay thôi. Vâng. Sao mà có niềm tin vậy đó? Thế vâng. Nghe thấy ngang ngược qua cái tin vậy à, thôi à. Niềm tin mù quáng vậy em. Nè coi người ta chuyên môn người ta phân tích nè. Tràm nói gì sâu sắc cho mọi người nghe cưng. Biết gì đâu sâu sắc anh. Một gáo nước lạnh tạt vô mặt Trấn Thành. Gán nói đi cho gia đình mình ở ngoài nữa mặt cưng. À. Cố gắng lên. Cũng không hơn được bao nhiêu hết. Thôi anh nãy em thừa thắng rồi, giờ xong lên nói một cái gì đó thiệt sâu sắc đi. Nào 2-4 cố lên anh. Thế em nghĩ là bạn này nãy có cái cách mà bạn thể hiện cái mặt của bạn nhìn cũng có chất hơi nghệ sĩ một chút đó. Chắc chắn em nghĩ bạn là cũng hát hay đó. Vì sao? Sâu đó. Sao? Em thấy bạn có phong cách với lại cái làm trống thì chắc chắn là giả rồi, nhưng mà hát chắc chắn là bạn sẽ hay. Mà vẫn chưa có biết lý do đó. Dạ. Có nghĩa là em cảm linh cảm thôi, em cảm giác được cái điều đó. Dạ coi cái lý do gì không nói cho khán giả để người ta thấy mình thuyết phục một tí, tại vì ba người đều nói theo linh cảm, em hãy nói gì đó về cơ sở khoa học mà em được học từ NASA trong những năm qua. Sợ tất cả mọi người đều ở NASA về hết vậy? Ở NASA hết. Và theo những cái gì mà em biết được á, thì em nghĩ là bạn này hát được. Dạ. Và cái phong thái của bạn nó rất là nghệ sĩ đó, em nghĩ là vậy đó. Nãy giờ thông tin này ai cũng nói hết trơn á, thì trên NASA dạy nhiêu đó thôi anh. Chắc phải nhờ Trấn Thành lên làm việc lại với NASA quá. Nè nói đi Thành. Em không nghĩ bạn này không phải là người hát không hay. Nói nghe này, ốc Thanh Dân nhập hả? Sao kỳ vậy? Không mà thiệt, bạn này không phải là người hát không hay đâu. Chắc chắn phải là người hát hay. Tại vì cái âm vực bạn phát ra nó có hơi ở trỏng. Thì biết sử dụng hơi thì ít ra cũng phải biết hát chứ. Cảm ơn các em. Mình đi tiếp nha. Bạn số 5. Cô nàng đeo mặt nạ đầy bí ẩn. Bạn này là ca sĩ hát rock. Nói cho các bạn biết luôn, ca sĩ đương nhiên hát hay rồi. Mình xem nhé. Bà này chắc nguy hiểm. Bà róc xương cá ở đâu, bà làm cá phi lê bà bán chứ đâu mà róc ở đây. Cô này á có thể là không biết hát luôn, nhưng mà nếu có biết hát chắc cũng hát dân ca luôn chứ không giống có róc chút nào luôn á. Cái tướng đứng cũng không phải róc nữa. Tướng thấy sao? Em thực ra thì vừa nãy lúc mà xem ở trong cái clip ấy, thì em thấy là em có để ý một cái chi tiết là bạn có đang hát, và lúc đang hát thì em thấy cái tay bạn ấy cứ vô tình như này này. Thì cứ đẩy, cứ đánh nhịp vào cái mic như này, thì em nghĩ là không phải là những ai mà quen cầm mic, có nghĩa là cầm mic một thời gian dài rồi thì mới có hay có cái phản xạ mà đánh nhịp như thế. Tại vì lúc đó là quay cận, quay đặc tả, cho nên là có thể hướng dẫn cho bạn ấy làm như vậy. Nó có hai trường hợp, một là do bạn có thói quen vậy thiệt, nhưng mà thế thì phải cầm mic rất nhiều mới như thế. Hai là chương trình chỉ bắt cận từ cái mồm tới tay. Em giả bộ nhịp rồi vô cho ta thấy chuyên nghiệp. Anh làm được nè, ví dụ cái tay em lên micro đúng không? Anh cô đơn giữa sông đó, anh cũng làm được vậy. Không hay. Chà, nói câu công bằng đi. Nhưng mà em nghĩ là chương trình đã sắp xếp để bạn ấy hát một cái bài khác, không đúng với cái bản chất dòng nhạc bạn ấy theo đuổi để lừa chúng ta. Niềm tin về bạn này thì em nghĩ vẫn là biết hát. Còn Dạ thì sao? Em nghĩ chắc bạn này hát không hay quá anh ơi. Tại vì có thể là do những cái hình ảnh mình coi chương trình cố tình lừa mình bằng những cái đặc tả, cái môi bạn đó hát, khẩu hình miệng đẹp, rồi cái tay nhịp, rồi cái chân nhịp. Nhưng mà khi mà bạn đó hát á, thì em thấy lúc mà hát cái mắt bạn đó không tự tin và có đảo nhẹ qua bên này xíu. Nhưng mà thường anh thấy trong chương trình của chúng ta, khi mà những cái bạn mà có thân hình mà hơi tròn tròn vậy nè là vô hát hay không đó. Cái bạn này nè, thật sự là nếu mà nói về khẩu hình là cái cách bạn rung ngân cái chữ nãy là biết hát đó nha. Nhưng mà khi mà bạn hát thiệt, em nghĩ là giống như kiểu chương trình ấy, thôi hát tem lại em. Đúng rồi, chính xác. Tem lại. Mà hát hay, nếu mà em nghĩ nếu mà hát là hát nhà dân ca. Đừng có bắt trước người ta đi. Thấy tôi dân ca, nói dân ca theo à. Thôi em thành cái tướng á. Em chinh kiến chút xíu đi. Mình là đàn ông mà, nói lại coi, dòng nhạc của cổ là gì? 50-50 đó, hát cái gì cũng hay á. Rất quầy vốn luôn á. Tiếp nào, bạn số 6. Đẹp nha, đẹp trai nha, da mặt mịn nha, láng nha, như đắp bột vậy đó. Công việc của anh ta là làm bột. đôi. Em à, mỏng trắng như cục bột vậy đó. Ừ. Hay vô làm bột đít trắng ta? Không dám đâu. Đứng ngoài nắng nôi rồi cái bột nó ám, áo đâu mà trắng. Nhưng mà về giọng hát thì sao? Tuấn, em nghĩ bà này hát không hay. Em cũng nghĩ bà này hát không hay. Đó, đó. Là một lần nữa người ta tìm cái tiếng nói chung với nhau rồi kìa. Mua vé máy bay chuẩn bị mình về nước em. Chắc sắp bị loại ra khỏi vòng đấu bạn rồi. Lúc này mặc đồ cũng giống giống nhau nữa đó. Bởi vậy. Em ghen hả? Em ghen hả? Mày đặt bông đồ. Ừ, cũng lá không có Thành. Còn Thành thấy sao với anh bạn này? Em là cảm giác là hay à. Ừ. Cái khẩu hình đó có vẻ là cũng giống như cái cô số 5 này, là hát được mà giả bộ làm nhẹ lời. Nãy em thấy có một cái luyến. Có luyến nữa hả? Luyến nhẹ cái. Cha anh nghe không ra mà em nghe ra luyến luôn. Nhưng mà anh hát tay phô làm sao anh biết người ta luyến nhỉ? Có luyến. Trời ơi. Có nghĩa là không phải, ý anh nói là anh không hay luyến nên hát không hay, nên anh thấy bà này có luyến bà này hát hay. Trời ơi, con người em hai bà mặt Trà mới nói cái gì em. Em nhìn anh nghĩ em nói anh là cái gì, em nói thử đi coi 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 Phở nó nói làm sao. Đúng không? Phở nó dám nói khác em mà nói thiệt luôn á. Dễ thương quá. Đẹp trai lắm anh. Dễ sợ thiệt. Tình yêu là mù quáng. Hai đứa em luôn luôn là những người chân thật nhất mà anh biết. Tình yêu là mù quáng. Dạ em mới tới em nha. Dạ. Thế nãy giờ em thấy em lạc lõng quá. Em nghĩ là cái bạn này biết hát. Em cũng nghe được cái luyến mà Phến nghe. Em nghĩ là biết hát. Là hát hay đúng không? Dạ. Hát hay. Còn Giang? Em cũng nghĩ là hát hay á. Hát hay. Cảm ơn các em. Tiếp nào, số 7. Bạn này làm công việc là giúp việc nhà ngoài giờ. Mai qua dọn nhà giùm anh được không em? Tháng 15 triệu. Xinh nha. Xinh, gương mặt sáng lắm luôn á. Cưng nha. Mà có vẻ hát dở nha. Ủa vậy hả? Em cũng nghĩ thế. Anh tưởng với gương mặt đó lẽ ra phải hát hay nó mới hợp lý chứ. Em cũng nghĩ thế. Tại vì hồi nãy nghe cái bạn này, cái khúc cuối bạn hát á, giống em hồi xưa hơi phô một tí. Em ơi, em không biết về chuyên môn. Nói về chuyên môn Tuấn, nói bằng tất cả khả năng của mình. Bạn ấy xinh nên là em nghĩ là bạn ấy hát được. Đó đó. Bao nhiêu năm rồi anh thấy không? 6 năm rồi. Anh vẫn thế. Dạ hát được không ta? Dạ hát hay à, đừng đùa. Hát một câu cho Phến nó sợ em. Dạ hát hay lắm. Tại em thấy chị Dạ đẹp nè, em hỏi chị hát hay không? Làm một câu liền. Mày sao mày lẻo lự quá ha. Em hỏi Hương Tràm có cho chị hát không? Tụi chị mới dám hát. Hát chơi chị ơi. Em gái mưa. Ai bắt tông giùm, Chàm bắt tông giùm chị, cứ đứng nó thấp xuống em ơi. Ác, vô này ác vậy sợ. Dạ nhẹ thôi. Đừng lo lắng. Thôi để chị tự bắt. Thôi ghét rồi, giờ không thích hát bài của Hương Tràm nữa, hát của Lệ Quyên. Dạ em xin hát một đoạn nhỏ bài. Dạ em xin hát bài. Bài gì chỉ hay hát em quên rồi ta. Bài gì á anh? Bài gì mày? Bài lỡ. Bài gì? Tình lỡ. Tình lỡ. Dạ em không biết. Duyên phận. Dạ duyên phận đi. Duyên phận của chị Lệ Quyên. Như Quỳnh. Như Quỳnh. Dạ. Nói chung là em hát của chị Như Quỳnh. Trời ơi, Lệ Quyên có hát duyên nữa. Bà mê Lệ Quyên cái nửa này, sao cái cuối cùng mà chốt về Như Quỳnh. Dạ. Rồi dạ em xin phép. Dạ. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Phớt ơi. Wow. Phớt, gia đình mình cũng là những người ưu tú trong ngành âm nhạc. Phớt. 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 Làm em tự hào đi. Làm cho Hương Tràm nó có gì đó để nó ngẩng mặt nhìn đời em. Gia đình chúng ta hát bài Cánh Hồng Phai luôn ha. Xuất sắc. Bài đó chị thích lắm á nha. Nó hợp với tâm trạng của em bây giờ luôn đó. nên như một đóa hồng phai hứa sẽ theo hôn theo những ngày dài. Tiếp theo là gì em quên anh? Ê, Phớt, anh nói em đừng buồn nha. Em hát mà, em hát mà giống như là đau bụng á. Nên như một đóa hồng. Mà cái mặt mọi người công nhận không? Cho em thấy cho em làm rất là diễn luôn á. Cái mặt em có chiều sâu lắm, giống như mà tụi anh hay nói nhau em hát dở mà đầy đam mê đó. Bây giờ thì mình coi như là mình khép lại cô nàng số 7 ở đây luôn nha. Mọi người nhận định là cô này hát không hay đúng không? Sao anh chẳng hỏi em gì cả? Ủa chưa hỏi em hả? Đấy bạn số 6 anh đã không hỏi em rồi. Ờ thế à, xin lỗi em nha. Rồi mời em nè. Không hỏi em nữa là nói đi em, nói đi anh thương mà, nói đi. Này, nghe em nói những điều chuyên môn đây. Cô này 2, 3. Nói đi, nói. Bản chất của vấn đề phải được đo bằng thời gian. Hay quá. Còn bây giờ thì em không biết. Cô biết tại sao nó có cơ hội đến với này rồi. Nó cũng khùng không theo con này. Anh thấy có lỗi đó Tràm. Biết vậy thà anh có lỗi với một mình em hơn. Rồi, còn bây giờ phải có lỗi với hàng triệu khán giả. Vậy thôi bây giờ mình tạm em khép chưa lại. Nói anh Nghĩa luôn hả? Tại em hát rồi hết giờ rồi. Dạ em hát là hết giờ rồi. Hết giờ rồi hả? Ừ, bây giờ mình bàn với nhau đi. Mình tìm ra trong số những con người này ai là người mà mình cho là hát không hay. 30 giây bắt đầu. Hết chưa? Mời đội Trấn Thành. Trời ơi, khó quá à. Thật ra thì Tràm cũng muốn được hát một bài hay với một bạn nào hát cái giọng ca tuyệt vời. Nhưng mà nãy em hỏi Tràm rồi thì bé nó nói là trong đời cũng vậy, cũng như kiểu là đẻ đâu thì cũng may muốn. Nhưng mà thật sự ra thì ai cũng muốn Tràm có một lần trong đời. Thì Tràm nó cũng có những cái khoái cảm là được hát với một cái người mà giọng hát nó đi ngược lại với xu hướng thế giới anh. Thì ủa sao đưa qua sinh sản cái quá gia đình đây vậy? Thì đó, Tràm nó nói là bây giờ hát hay cũng được, cái bạn hát cuối hát hay cũng được, và nếu bạn hát ấy thì cũng được. Em Tràm nhiều khi nó có ý trung nhân nên em chưa biết là ai ở trong này 7 người. Nhưng mà hiện nay thì là em vote một số phiếu cho số 3. Còn Phến, em có vote gì cho Tràm không? Em là số 7. Còn Tràm, bây giờ bên số 3, bên số 7 kìa, em quyết định số mấy? Em nghĩ là em sẽ theo anh Thành. Ừ, em tin anh Thành phải không? Vậy là số 3. Đó là sự lựa chọn của đội Trấn Thành. Còn Trường Giang? Sao? Lựa chọn mất số của Trường Giang rồi. Nè nha, chọn gì chọn chừa số 7 cho Mai Tài Phến. Em thấy 3, 5, 7 là nằm trong cái vòng mà gọi là đó đó. Vòng lấy xe hả? Dạ. Thiệt, cái vòng mà đeo mặt nạ tôi bực lắm thiệt, tôi khoái mở mặt nạ để coi biết đó là ai. Em thấy sao? Số 5 em còn đang phân vân. Rồi, em phân vân thì anh sẽ giúp em chọn số 5. Dạ đồng ý không em? Mà thường là những người đeo mặt nạ thì như thế nào anh? Là có hai trường hợp, một là do mình biết nên họ phải đeo cho mình khỏi biết cô đó là Nguyễn A. Thứ hai là đeo cho vui. em quan trọng là hát hay không hay á anh. Thì đó, cái chuyện hát hay không em đã biết. Chốt nào. Số 5. Ok. Quyết định số 5. Đó là sự lựa chọn của đội Trường Giang. Xin mời người bạn ở vị trí số 3 hát trước. Chết rồi mệt phải không? Nhịp đi em, nhịp đi, thoải mái vô, nhịp vô. Nhịp, cứ thoải mái. Nhịp đi. Nhịp đi. Nhịp vô. Bạn này nhạc ở Thủ Đức nhưng mà bạn có thể đang hát ở Bình Thạnh hoặc là ở đâu đó xa lắm. Bạn này hát không hay đâu, tại bạn không hay hát nên khi bạn hát không hay, bạn hát không hay. Dạ. Biết hát nhưng chắc là hát không hay. Dạ em nghĩ là hát không hay anh ạ. Anh em ơi. tràn, chẳng ngại gì cho nắng cay cho bước chân ta say, cho thế gian quay quay quên hết chia đường ngày nào. Hay quá em ơi. Khi màn đêm buông lơi, khi nhịp tim buông rơi, nỗi khát khao ai bên ta cho lòng tôi chơi vơi. Biết rằng người sẽ tới, dồn dàng tình còn mãi với tình yêu đó cao khát trên bờ môi. Dù bàn tay đó trong bàn tay, dưới đất rồi sẽ cuồng quay, chẳng còn lo ngại chi nhưng rồi gian rồi sẽ phai tàn. Chỉ còn ta hòa chung nhịp tim, đã là nhanh đừng nên làm im hay một lần cháy hết những đam mê cuồng điên. Chẳng ngại gì Chúa đã cay cho bước chân ta xoay, cho thế gian quay quay quên hết chuyện đường ngày. Đi dòng này kia đó ta cứ vui đêm nay, ta cứ như đang bay bao cát vòng vội vàng, buồn phiền rồi cũng sẽ tan khi bước chân ta xoay, khi thế gian quay quay quên hết chuyện đường ngày. Đi dòng lắm ai kia đó, hay như vậy. Phến, anh không ngờ em lại trưởng thành như vậy anh ơi. Ủa? Còn hai người, một người thì bao nhiêu năm, một em thì hát như thế nào? Em bán shop ở đâu để anh lại anh mua. Trong khi đó một đứa nó không đi hát như Mai Tài Phến mà nó lại biết để hát hay nó không chọn. Nè, tại sao em gái mưa vậy? Hát hay mà làm gì rung dữ vậy anh? Bực ghê luôn anh. Em có quyền rung, em hát hay em có quyền rung. Em gái những lục cái mưa cái gì. Cuốn nhỏ đi xa, cuốn thằng nhỏ đi xa. Tại vì không phải Trà mà tại nghe là anh Thành. Trời ơi, phải không anh? Phải không? Mới đây mày phản tao liền rồi hả Phết? Mà cái đau đớn như này Giang, lúc thằng bé ra đây rồi nha, anh nghe văng vẳng bên tai anh có hai con người nói với nhau, một cái giọng nam lên trước bành nha, rồi cái giọng nữ cứ lên theo. Không hay đâu, dở lắm, nhìn như trợ lý ca thủ thôi. Trời ơi, nè, ông hát nha, lên là tụi tôi hai đứa yên tâm lắm rồi. Lên là cái tay cầm micro như cầm khúc mía gì. Trời ơi, ta diễn là mình yên tâm rồi, ai ngờ nó đẩy vô cái đi luôn. Tại vì người ta là lần đầu tiên người ta xuất hiện trước bao nhiêu con người nổi tiếng như thế này, người ta cũng rung chứ, đúng không? Quá hay thiệt. Em lừa được Trấn Thành, lừa được Hương Tràm. Không, cái này khen lừa em hay. Lừa được Trường ta. Đâu có lừa được anh. Anh đâu có chọn em đâu. Có Lâm Vỹ Dạ chọn em đó. Không phải. Nghe Lâm Vỹ Dạ chọn 357 nha không? Đó là cái chiêu của tụi em. Em nghe kỹ nãy. Em nghe kỹ nãy ai nói là tôi với Vỹ Dạ tính chọn số 3. Thì có Bùi Anh Tuấn chọn số 2 đó. Em nghe kỹ là ai? Em nhớ là anh Giang chọn đầu tiên. Đó, cái đàn đó anh Giang nó đang đặt cái chiêu. Giả bộ dụ người ta chọn cái của mình nhưng mà thực sự mình không chọn cái đó. Bây giờ anh chỉ hỏi chọn em cuối cùng. Cuối cùng ai là người loại em ở vòng đầu tiên? Dạ anh Thành. Kết thúc. Em ơi, nào giờ em có ngưỡng mộ anh Thành, Hương Tràm không em? Dạ có lắm ạ. Em còn nghĩ là em sẽ được hát chung với chị Hương Tràm hả? Trời ơi, tội nghiệp thằng bé. Nhưng mà cho em rớt ngay vòng đầu luôn, em buồn. Trời ơi. Chị sẽ nghiêm túc xem lại về chuyên môn của mình. Anh cũng nghiêm túc xem lại về ánh mắt của anh. 1, 2, 3. Xin lỗi. Con mình Mai Tài Phến đứng hiên ngang. Tại Tuấn xin lỗi luôn mà. Anh theo em đi. Anh theo ta đi, xin lỗi. Xin lỗi em. Trời nhục nhã, đàn ông không có chính kiến. Tuấn, xin lỗi đi. Đúng. Giới thiệu về mình nào chàng trai. Dạ em tên là Duy Tuấn, hiện em đang là ca sĩ tự do. Em tên Tuấn luôn hả? Dạ. Mấy người tên Tuấn luôn hát hay. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tạm biệt. Rồi chết rồi. Một nhân tố hát hay đã bị loại. Số 5 ra hát hay của anh nóc cho tôi. Trường Giang đã chọn số 5, cô gái đeo mặt nạ. Mời em. Hay rồi, chọn bài này mà. Thật sự là nếu mà nói về khẩu hình là cái cách bạn rung ngân cái chữ nãy là biết hát đó nha. Nhưng mà em nghĩ là chương trình đã sắp xếp để bạn ấy hát một cái bài khác không đúng với cái bản chất dòng nhạc bạn ấy theo đuổi để lừa chúng ta. Bạn này hát không hay quá anh ơi. Mà hát hay, nếu mà em nghĩ nếu mà hát là hát chất nhạc nhà dân ca. Rồi người ta tròn tròn cái gì hát đầy nội lực khủng khiếp lắm. Em đã nói rồi, Tuấn mà nghĩ gì là phải giữ chắc cái quan điểm của mình anh ơi, đừng để anh làm anh lung lay hết á. Trong khi mình chọn cái gì mới nói là mình là đàn ông, vừa nghe người ta xà qua số 5 không dám nói lên chính kiến của mình, đeo cặp mắt kiến đeo cũng như không đeo, không thấy được cái gì hết trơn hết rồi. Thấy không, hủ nhãn mà vô châu, có kiến mà không trồng. Em nói gì anh với Thành? Em nói gì vậy? Anh chọn em là vì anh có cảm giác. Dạ ơi, tại sao em không đứng lên em nói gì với người ta đi? Em có lỗi mà dạ. Dạ. Em nói như đinh trống cột là 357 mà. Đúng rồi. Em nói nhưng mà cuối cùng bây giờ anh chị hỏi em, nhưng mà cuối cùng anh chị hỏi em, ai là người bắt em dừng lại vòng 1? Ai? Nói đi, ai chọn em? Không biết ai mà nãy nghe câu cuối bạn hát ngàn chân sao nhớ anh đêm đêm chỉ thẳng anh Giang. Ai em nói đi, ai? Đó, ngàn chân sao nhớ anh đêm đêm. Nhớ anh đêm đêm. Anh muốn em phải dừng lại vì anh sợ em đứng trên đó em mệt. Trời ơi, các mấy người kia không mệt à? Đó là cách xin lỗi của một người đàn ông. Xin lỗi đàn ông thì kỳ cục vậy. Tưởng đừng nói thêm, đừng làm anh nhục nữa. Em tên gì nào? Dạ em tên là Hoàng Nhi ạ. Hoàng Nhi, rất là tiếc em ạ. Khi em hát hay như thế này mà đã bị loại ở vòng thi đầu tiên quá sớm. Đêm nay thì em cứ nhớ đến anh Giang em nhé. Cảm ơn em. Thế là vòng thi đầu tiên thôi Hai dòng hát hay đã bị loại. Thị trường hát dở quá đầy. Thị trường hát dở đầy tiềm năng quý vị ơi. Hãy chờ xem vòng thi thứ hai sẽ diễn biến như thế nào đây. Vòng siêu diễn. Xong rồi. Ăn đó, ăn đó, ăn đó. Những lúc khi anh đang buồn, chỉ cần trông thấy em là trong anh như tan đi những muộn phiền. Những lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình. Hay. Cảm ơn em. Sao anh ta có thể chân thật đến như thế nhỉ? Anh ơi buồn cười lắm. Tụi em á lúc đầu vừa nhìn thấy động tác thái độ của anh ta, hai đứa quay qua nói ê banh. Cái lát anh hát xong đấy, ê được. Hoặc là nếu như ở một cái cấp độ cao hơn nữa là anh ta diễn thật tới cái mức đó. Không, là cậu ấy hát không hay. Tại vì nếu mà biết hát hoặc là hát hay thì cứ ra đứng im thôi, khi nào nhạc lên thì hát, chứ mắc mới gì nữa cứ vậy. Người ta lần đầu tiên quay trước camera, người ta rung vậy đó, bạn số 1 cái gì, cái bạn của mình á. Cái bạn đầu tiên. Trời ơi, bà ra bà ngồi bà túm khều rồi móc cái gì đó rồi hầu ca lên cái hết hồn. Không hay. Còn Tuấn thì sao? Em là nghĩ bạn này hát hay. Tràm, em thấy sao? Em cũng cảm giác là bạn này diễn đến mức là người ta tưởng là bạn ấy biết hát. Đúng rồi Tràm. Thì chắc chắn là bạn này hát hay luôn. Hát hay luôn, chắc chắn em dám đi ngược lại ý kiến của Hương Tràm. Nếu như mà bạn này không phải là ca sĩ chắc chắn bạn cũng làm diễn viên, bạn diễn rất hay. Cái gì quê vốn vậy? Nó mới nghe anh nhắc cái vụ mà nó cãi Hương Tràm nó trở mặt liền, cái thằng này nó 100%. Tuấn, em nghĩ sao? Em nghĩ là bạn hát không hay. Không hay luôn, con dạ. Sao em nghĩ bà này bà diễn quá anh ơi. Em nghĩ là hình như bạn này bạn biết hát đó. Em cũng nghĩ là bạn này diễn hát rất hay nhưng diễn rất giỏi, kiểu dạng vậy. Phến, nói câu cho chính kiến đàn ông coi. Mà em vừa tính nói nè, em thấy bạn hát chữ ta có hơi bị đớt một tí á. Trời dẹp chữ đớt luôn hả? Dẹp đâu không? Cảm giác dẹp tụi mình biết. Anh không tin chút nè, anh không tin chút nghe nha. Anh ơi, có nghĩa là cái chữ ta nó hơi nó bị sượng một tí. Ta nhép không biết đớt luôn mà theo. Phải cái hình thôi mà nó biết luyến luôn đó. Bởi này không tin em nha. Hãy thi vào nhạc viện. Cảm ơn anh. Để trở thành giáo sư âm nhạc. Chứ khả năng của em bây giờ là em điều khiển dàn nhạc giao hưởng hả Phến? Điều quá Phến rồi. Em cỡ đó rồi đó. Cảm ơn anh Giang Vinh Thành. Quá hay. Cô này á, đúng cái concept của cổ là phải mặc cái váy, đi đôi giày cao là cái cô này, chứ không phải bộ đồ này. Bà trẻ, bà đẹp, bà hiện đại, bà khoái. Đeo len nữa, nãy đeo len nữa. Bà đớt nữa. Có đớt một chữ đó. Vẫn không buông tha cái phạm trù đớt đá ở đây. Vẫn bắt người ta hát đớt cái thằng thiệt. Nhưng mà nếu mà đớt vậy là hát có hay không? Nhưng em cảm giác được bạn hát không hay. Cảm giác thôi. Em thật ra cũng cảm giác là hát không hay. Vậy là ngược lại với Hương Tràm. Cũng biết cách nhép đồ. Giống như kiểu livestream đời ở nhép cho bạn bè coi mấy cái app rồi vui rồi cái hát giọng thiệt cái banh. Tại vì hồi nãy cổ cái tay của cổ muốn diễn nhưng mà cổ không dám diễn. Rồi lúc cổ đưa lên, lúc cô đưa xuống nó không hề thoải mái với một người biết hát. Không, em thấy bạn này chật nhịp cái kiểu diễn lắm. Mà nếu như em là một người hát rất chắc rồi thì em có thể diễn kiểu chật nhịp đấy bình thường. Rồi, để đó nhá. Tiếp bạn số 4. Với anh chàng số 4 này thì thế nào Hương Tràm? Em cảm giác là rất mạnh mẽ, là hai bạn vũ đoàn biết hát. Hai bạn vũ công biết hát. Còn bạn này thì không biết. Không biết. Bánh. Tin em đi mà. Không, anh cũng có cảm giác banh đó. Biết sao nhét đúng khẩu hình lắm mà sao nhìn cái mặt ổng sao tôi nghi nó banh quá à. Người ta đang muốn diễn một cái cơm mặt lạnh. Ổng hát xong là mọi người lạnh á. Cái mặt đó đó. Đẹp. Nhép giỏi rồi giống như kiểu mà vô âm thanh cái là gãy. Phết. Ý kiến em thế nào? Em là chắc cũng nghĩ là bạn không hát hay. Tại vì nãy bạn hát bạn phiêu không có phiêu lắm anh. Cái người bạn bị cứng quá. Em ơi, có những bạn ở cái vòng thi này họ gần như họ đứng yên và họ không cử động, không biểu cảm cơ mặt luôn đó. Người ta đẹp thì người ta chỉ cần đứng yên thôi. Mà thường thường những người đẹp thì ít hát hay lắm. Em mới tát cái mặt Hương Tràm á hả? Ý Hương Tràm không đẹp à? Ủa, Tuấn ơi, cái câu đấy là nói Bùi Tuấn Phến kêu thường đẹp là hát không có hay. Ừ, em hát hay đó Tuấn. Em là được. Em nói gì là em nói anh Giang với anh Thành cũng hát hay luôn hay sao? Sao? Giang với anh Thành là hát quá hay rồi nên em không có thể nào nói được. Dạ. Em là trường hợp nào? Em là trường hợp vừa đẹp vừa hát hay anh à. Vừa đẹp vừa hát hay. Bé nó có niềm tin về điều đó. Dạo này có con 2-3 đứa rồi, trí nhớ nó giảm. Mời Bùi Anh Tuấn. Em nghĩ bạn hát không hay. Không hay luôn. Còn Giang? Em cũng nghĩ là không hay. Sao vậy? Sao nhiều người cho rằng anh ta hát không hay vậy? Còn Dạ? Em nghĩ bạn này cũng vậy, hát không hay. Nhưng mà bạn là một giống dancer hơn. Tiếp tục. Bạn số 6. Nhớ mùa chớm mùa chớm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống vĩnh long thăm bạn nghĩa. Bạn này có khả năng nhậu hay chứ không hay. Tràm em thấy sao? Em thấy là nó luôn. Cả về mặt chuyên môn, cả về mặt linh cảm đều cho em biết. Không hay. Còn Dạ? Thiệt vô đây khó quá anh ơi, nhiều khi biết hát rồi giả bộ diễn không biết hát. Nhưng mà em nghĩ chắc là không hay anh ơi. Không hay luôn. Tuấn? Em nghĩ là không hay. Không hay luôn. Còn Giang? Em nói từ đầu mà. Tất cả mọi người đều cho rằng anh này hát không hay. Thôi nói một câu chất lượng với coi. Chắc chắn là không hay anh. Chắc chắn là không hay. Nãy em thấy bạn hát nhép mà còn sai nhịp nữa. Tại sao cái thị trường hát không hay sao nó phồn vinh vậy? Từ từ đi, mình coi tiếp nha. Vị trí số 7, xin mời em gái. Trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình. Có khi nào dừng lại và anh nhớ. Nhớ em như hàng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người. Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau. Cảm ơn em. Đẹp. Nhưng mà có được không? Không, chưa chắc là được, nhưng mà em đang cảm giác là có một chút gì đấy được. Dạ nói đi em. Dạ. Dạ em nghĩ là hát được, mà cái dòng nhạc bạn hát nhìn như là dân ca hay cải lương gì đó. Chứ không phải cái bài hát như vừa rồi ha. Giang thế sao? Thị trường hát không hay giờ 95%. Chỉ có 5% hát hay. Trời ơi, bây giờ là cổ phiếu hát không hay đang lên cao. Trời ơi. Mời Hương Tràm. Tràm thấy bạn rất đẹp nhưng mà Tràm rất tiếc. Rất tiếc là Tràm vẫn nghĩ là bạn hát không được. Phến thì sao? Giáo sư âm nhạc. Tại vì ngay từ đầu em đã nói bạn hát không hay rồi. Nhưng mà nãy bạn hát sao nó nhập tâm quá. Bạn này hát mà nãy giờ tôi chóng mặt luôn. Tôi cảm giác là cái gương mặt này mà phát ra một cái âm thanh, trời ơi, nó sẽ đi hoàn toàn ngược lại với cái bộ đồ và cái mái tóc. Cha em mới ban chiều. Dạ vậy à. Mà không biết sao anh muốn cho anh này hát với Phến thử giọng với lại Hương Tràm. Hay mà. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn níu anh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để thảo luận cùng nhau nha. Bắt đầu. Không, chắc rồi đó. Đúng không? Bốn luôn hả? Mời đội của Trấn Thành chọn trước. Ủa, dạ. Nãy như vòng 1 Thành chọn trước rồi đúng không? Không sao anh, ai chọn cũng được, thị trường nó còn nhiều lắm. Mời Trường Giang. Với sự sôi động của thị trường địa ốc hiện nay thì cái xác suất mình chọn đúng thì tới 90%. Nên ai chọn trước chọn sau thì cũng được hết, không vấn đề. Đang trên một con đường đến nhà chị số 2. Số 2, sự lựa chọn của đội Trường Giang. Trấn Thành, nhà em số mấy? Ở đây tụi em có 2 vị trí đắc địa. Dạ, nếu mà mé Bình Chánh thì khu vực sát bờ sông nha. Khu vực sát bờ sông. Em muốn ghé thăm bên quán nhậu Bình số 6. Cái em đẩy qua bên phía bên Gò Vấp. Em định vô cái quán Phấn Nụ bên số 4. Bây giờ anh hỏi 2 người đồng nghiệp. Em số 4. Em là số 4 đúng không? Còn em trai em thích số mấy? 4. Tràm nói 4 mà làm sao Phến nói 6 được. Thì số 4. Số 4. Xin mời bạn số 2 hát trước nha. Ê, thoải mái lên em ơi. Thoải mái biểu diễn đi. Thoải mái. Thoải mái biểu diễn đi cưng. Người ta coi thương em à. Chuẩn bị nè, bolero hả? Bolero hả? Không phải, không phải. Bích Phương. Biểu diễn đi con, biểu diễn, thoải mái. Thoải mái. Em chắc chắn cô này hát không hay 100%. Em nghĩ là bạn hát không hay. Hát rất hay nhưng diễn rất giỏi, kiểu dạng vậy. Em nghĩ là hình như bạn này bạn biết hát đó. Nhưng em cảm giác được bạn hát không hay. Biết đâu bất nghi lắm luôn á. Cảm ơn em. Thấy em bé, trời ơi, giống như trong tuyệt vọng nó nắm tay Phến. Anh đưa em theo với mà Phến quay mặt đi hoài. Mà bé này rất là xinh ha. Xinh chứ. Em bình thường là hot girl phải không? Đúng không? Ăn bận đồ cũng gọi là lắm đúng không? Đồ này em tự may. Ủa nhưng mà rồi em biết may đồ luôn hả? Dạ em đặt may. Trời. Tại vì là sao? Bà tự bà đặt mai đó. Trời ơi, có duyên gì hết sợ luôn. Tưởng bên may đồ. Bà tự may, tự đi may. Đi mua đồ đặt mai. Em tên gì? Dạ em tên Lan Thanh, năm nay 18 tuổi. Dễ thương, mới 18 tuổi thôi. Tươi trong. Dễ thương, duyên dáng. Em có người yêu chưa? Đẹp là được. Em chia tay người yêu. Chia tay người yêu. Chia tay người yêu rồi. Em nghĩ gì về nghệ sĩ Anh Đức? Em thích Mai Tài Phến á. Thiệt luôn á. Cái gì? Mai Tài Phến. Mai Tài Phến kìa. Em thích anh Mai Tài Phến thôi. Ủa em thích Mai Tài Phến mà sao nãy giờ chị thấy em nhìn anh Giang không vậy? Đó là do em ảo tưởng chứ ai mà nhìn đâu. Anh Giang anh nói hát em hát dở. Em nói đúng mà. Em ghét. Trời ơi, làm như bà hát hay. Nói cái gì với em gái cho nó yên tâm. Không mà nãy lúc mà anh đứng trên đây á, anh nắm tay em, anh cảm giác được em rất hay. Là lúc đó anh không nghe em hát luôn á. Cái gì vậy Phến? Chắc lúc đó không nghe hát. Nói cái gì vậy Phến? Có nghĩa là bằng cảm xúc của anh. À, nghĩa là bạn thấy bạn dễ thương. Về đi em. Em hãy nói những điều chân thật. Em nghĩ em nắm tay người ta mà anh cảm giác em hát rất hay. Em bớt xạo lại. Nói thiệt mà. Tại sao em ghét anh? Trong khi đó anh nói đúng mà. Anh nói là từ lúc đầu là em hát dở. Mà anh Giang nói đúng mà. Phó chim em hát hay mà anh Giang nói em về em ghét. Trời ơi anh Giang liếc kìa. Em hát dở, em không thích ai nói em hát dở. Thấy chưa anh Giang? Thấy chưa? Em bé nó có cái cảm giác là anh sai rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi em đi. Em hát không hay nhưng mà giọng hát em nó lay động lòng người. Rồi cảm ơn Lan Thanh nha, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tạm biệt em. Cưng quá. Chúng ta sẽ xem sự lựa chọn của đội Trấn Thành dành cho bạn ở vị trí số 4 là đúng hay sai nha. Mời em. Sao nhé, đúng khẩu hình lắm mà sao nhìn cái mặt ổng cho tôi nghi nó banh quá à. Cái mặt đó đó. Em thì chắc cũng nghĩ là bạn không hát hay. Tại vì nãy bạn hát, bạn phiêu không thấy phiêu lắm anh. Cái người bạn bị cứng quá. Em nghĩ bạn hát không hay. Trong cơn mưa anh thẫn thờ lặng theo những dấu vết đã rơi, đừng nhớ sát gần mà ngờ đâu đã rất xa, một mắt theo cơn mưa ngã không vào nhịp luôn á. Chưa như giấc quá quen là lúc em ngã. Cảm giác quá lạ thường, cảm giác cho anh nhận ra I love you, I love you so. Khoảng khắc cho anh nhận ra I love you, I love you so. Khoảng khắc cho anh gần. Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm I love you so. Còn khác cho anh nhận ra. I love you, I love you so. Còn khác cho anh gần em. Em ơi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Phạm Đức Tuấn. Em là sinh viên trường sân khấu điện ảnh. Đồng nghiệp đàn em của chúng ta đó, Thành, Giang, Dạ à, Phến ơi. Tên Tuấn bắt tay nhau cái. Tại vì em thích anh. Dạ, anh Tuấn cho em ôm Tuấn cái được không ạ? Vào tới, đó. Ok, thank you. Tại em hâm mộ anh á. Thank you, cảm ơn em nhiều. Ok, cảm ơn em. Chào em nha. Như là Trường Giang với Trấn Thành đã có nói, cái thị trường hát dở rất là sôi động. Cho nên ở vòng thi này thì cả hai nhà đều chọn chính xác. Chúc mừng. Và điều đó có nghĩa là cái thị trường còn lại 50-50, phân nửa là dở, phân nửa là hay đó nha. Cũng sẽ rất khó cho các bạn lựa chọn đây. Chúng ta sẽ vào vòng thứ 3, vòng lộ diện. Mỗi nhà chúng ta sẽ có 30 giây để phỏng vấn các bạn này, nghe giọng thật của họ và phán đoán. Đội Trường Giang trước nha, 30 giây bắt đầu. Bé ơi, em tên là gì? Dạ em tên Cẩm Tú ạ. Em thần tượng ca sĩ nào ở Việt Nam? Dạ em thần tượng chị Hương Tràm. Rồi em biết rồi, cảm ơn em. Bạn trai ở giữa, mình mấy áo đó ở đâu vậy? Ở giữa. Em mua. Em mua bao nhiêu tiền em? Hết rồi, hết rồi. Em quên rồi. Rồi em trai em hát nhạc gì? Được ballad. Hỏi đi cưng. Hết giờ. Tuấn ngơ ngác luôn, chưa biết điều gì đang xảy ra. Mất cơ hội rồi em nha. Mời đội Trấn Thành. Em trai giữa nặng nhiêu ký cưng? Em quên luôn rồi. Bạn đầu tiên bạn hát ballad thì bài bạn hay hát nhất là gì? Anh Năng của Anh. Em số 5. Em gái. Make up nhiêu mặt nha cưng? Giờ chương trình làm à? Hỏi làm nhà bao nhiêu tháng, làm phụ gì nhà nhà đó. Bạn số 2. Trước kia đi quay có ai làm gì em xem giận anh dữ vậy? Không. Hết luôn á. Phở hỏi đi cưng. Không, em đang nhìn. Nghe anh Thành nói về em nhìn. Em đoán được. Và hết giờ luôn rồi em ha. Bây giờ là thời gian để chúng ta thảo luận cùng nhau. Hãy chọn ra một người hát hay nha. Bắt đầu. Hết giờ. Đến lúc chúng ta phải đưa ra quyết định rồi. Tụi em đang phân vân. Lâm Vỹ Dạ muốn chọn chủ quán nhậu. Nhưng mà bạn Tuấn muốn chọn số 1. Vì tụi em rất là trân trọng Tràm nên nhường số 7 cho Tràm trước rồi. Hả? Nhưng mà vì tại vì Tuấn hát chứ hai anh em mình không hát. Dạ đúng. Nên mình sẽ chọn số 6 cho Tuấn. Dạ. Sao sao em cho bạn số 1 tin anh đi. Anh tin em không? Anh với Thành là người mấy năm, anh Nghĩa cũng mấy năm rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy được ở số 6 tốt nhất nè. Cái thái độ đi qua nó nói nó hết tất cả. Số 1 em thấy số 6 đúng không nè? Cái kiểu này mà hát ta em nhau. Bạn số 1 đâu? Tuấn, nhưng nếu anh nói số 1 em cũng chọn, anh có nhường em không? Đúng, đúng. Nhường luôn. Hay quá Tràm ơi. Tràm ơi, hay quá Tràm ơi. Hay quá Tràm ơi. Bị Kiến Cận ơi, chết em rồi. Bây giờ sao nào? Quyết định cuối cùng của Giang. Nếu anh đứng dậy anh vẫn chọn số 6. Em chọn số 6. Anh ngồi xuống đi. Anh, Phến, phải là anh có nhường em không? Đến giờ phút này anh chỉ biết im lặng thôi. Em mà nè, anh nói em nghe nè. Bây giờ em chọn số 1 đúng không? Đúng. Bây giờ Tràm nó cũng sẽ chọn số 1. Thì em nhường. Thì bây giờ số 1 sao được quyết định lại mà thế nào? Em nhường cũng thế nào cũng vậy Tràm. Thì cuối cùng em vậy số 6 à. Đúng rồi Tuấn ơi. Người ta có câu là Cá không ăn muối, cá ơn em cãi anh chị là trăm đường em sai đó. Đúng không? Nghe anh phân tích. Khi mình lựa chọn số 6, Thanh mình lấy, bại mình chịu. Nhưng mà mình mang tiếng là mình nhường cho phụ nữ. Nếu mà Trang chọn số 1 thì ok, Trang cũng đang băn khoăn mà. Em chọn số 1 mà. Hương Tràm muốn chọn số 1. Hương Tràm 1 rồi đúng không? Ừ. Sao? Anh, thôi anh chọn đi. Mình là man, mình phải nói cái gì đó để cho phụ nữ đừng có sự. Đầu tiên muốn chọn số mấy? Hỏi đầu tiên gì nữa? Giờ khẳng định luôn, chọn số mấy? Nói. Em muốn chọn số 6. Số 6. Đó là sự lựa chọn của Bùi Anh Tuấn nha. Vậy bây giờ Tràm. Em chọn số 7. Okay. Gì vậy? Tuấn ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà không biết cái bài của anh Ngọc Lễ? Đừng tin những gì con gái nói. Em thấy chưa? Đàn ông không sợ cái gì hết, chỉ sợ lòng già của đàn bà. Vâng, em sợ anh luôn. Tranh cãi quyết liệt, có sự dụ dỗ, rồi có mỹ nhân kế trong đó nữa. Cuối cùng thì đội Trường Giang đã chọn số 6, đội Trấn Thành chọn số 7. Mời hai em vào trong chuẩn bị. Anh biết là em đang rất là thất vọng, bởi vì đã được chọn rồi, gần như là đã có được 10 triệu trong tay rồi. Nhưng mà cuối cùng vì rất nhiều lý do khách quan, em lại đứng ở đây một mình trơ trọi. Thôi thì bây giờ em cứ hát đi nha. Hãy hát xong ca với anh Mai Tài Phến. Hát cho mọi người nghe để mọi người biết về giọng hát thật của mình như thế nào. Mời em. Cảm giác là bạn này hát được. Cảm giác như bạn là một nghệ sĩ underground. Thì cậu này là một cái người biết chăm chút về bên ngoài. Thế nên là khả năng của bạn này hát hay nó vẫn cao hơn là hát không hay. Một người nào khác cho anh thêm đậm sâu. Một người nào khác cho anh thêm đậm sâu. Còn một người nào khác cho anh thêm bền lâu. Baby, dù đoạn đường có thêm trong gai về sau. Từng từ mình làm khổ đau, ngày dài trôi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Em đưa lòng lấy thân mình, hãy đam mê tình yêu chân chính. Đôi tay buông lời theo nơi xa xôi, anh tôi em thật rồi. Đôi ba lời hát viết ra theo anh dần vào quên lãng nơi đây cho em. Tìm lại mình như xưa và là nỗi đắng cay anh từng mang theo bao ngày qua. Và là những vẫn vương về ngày xưa khi ta bắt đầu. Và có vẽ thêm nỗi buồn đó giữa những câu ca tình viết với tất cả nỗi niềm của một người đã mất yêu thương. Cảm ơn các em. Của một người đã mất đi yêu thương là em. Mẹ nó hát hay, nó nhảy đẹp vậy không chọn, nó chọn số 6. Chọn số 6. Tào lao thiệt. Không biết mình đang ở đội nào luôn. Nấu mà không sợ bị lột lưỡi hay gì. Em là ca sĩ mà em tin lời anh chị là em đúng sai rồi. Đó là hài mà. Đúng rồi. Thấy chưa, thấy chưa. Em sai vậy? Hồi nãy anh chị thử lòng em thôi. Đúng. anh chỉ muốn đem lên người chứ gì nữa. Anh vừa bên kia nói Tuấn lớn rồi chịu trách nhiệm, vừa nói gì trời sao bày thằng này bày. Rồi đàn ông mình phải có chính kiến, đâu phải vì Tràm thích hay không thích. Đây em muốn thử để Tuấn bật ra cái chứng kiến của mình. Đúng, đây là một trò chơi dù Tràm thích không thích nghĩa là xin lỗi em, trò chơi này anh muốn giành chiến thắng. Đúng rồi. Sau ngày hôm nay em cảm giác em rất trưởng thành. Mừng các em tự đúng, em phải nói đúng. Anh thấy em trưởng thành rồi, em đã an toàn. Bé ơi, giới thiệu cho mọi người biết mình tên gì đi em. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Giàu ạ. Năm nay em 19 tuổi và em đang là sinh viên ạ. Sinh viên trường gì Giàu? Dạ, sinh viên trường nhạc ạ. Sinh viên trường nhạc nha. Lẽ ra là bữa nay em giàu lắm, em có tới 10 triệu lần đó. Nhưng mà đã có người tước đoạt mất 10 triệu của em, sao tên Giàu nổi. Như vậy tôi xem quặt quẹo chứ gì. Lặt lì lặt lội. Em ơi, phải tự trách mình em nha. Ca sĩ cái gì, hát bao nhiêu năm, đã bên nhau bao lâu rồi được. Tiếc cho Tuấn thôi. Lẽ ra chúng ta sẽ có một cái bàn song ca tuyệt vời giữa Tuấn và các anh bạn này, nhưng mà điều đó đã không thể xảy ra được rồi. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Được em. Bây giờ bắt đầu lo đây. Lo lắm đây. Tràm ơi, anh mời em. Cái dù cái xe em đạp để chở hai bạn đi chơi dễ thương. Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nụ buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn tình cảm giờ mưa thấm lâu em nào ngờ. Cơn nha mà có vẻ hát dở nha. Dạ em nghĩ là hát được, mà cái dòng nhạc bạn hát dường như là dân ca hay cải lương gì đó. Bạn ấy xinh nên là em nghĩ là bạn ấy hát được. Phến có muốn song ca không anh? Cánh tay các bạn ơi ạ. Mình hợp nhau như vậy thế nhưng không phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Rồi lần người đến vô tận trái sao được sự tàn nhẫn anh chót vô tình thương em như là em. trong giấc mơ buốt lại. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu ai. Càng xa lánh, càng trong vắng, tim cứ đau và nhớ lắm. Đời nên háo hức đến đời mới. Càng sống em ngày xưa, mưa rơi đều sang mãi anh. Em đã bao lần đi xa. Trên đường quên trôi ai em đã dành cho em. Giờ mây đến, quên anh bao giờ ta đang dành kẻ đến. Trời non háo hức đến đời mới. Dần sống em ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt đời. Xinh quá. Xác khúc cuối hay quá trời hay. Hay lắm. Và thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe một bản hit bự của Hương Tràm đó, Em Gái Mưa. Nghe xong muốn lũ lụt luôn. Hồi nãy có một đoạn bạn ấy hát gì nè, nhau cho anh chơi mà ta đã dành cho nhau, bạn ấy lắc đầu. Trên cao quên trôi mà em đã dành cho em. Không phải là diễn bài hát đâu đâu. Chị ơi em hát không nổi nữa rồi. Đúng à, con đường Tràm vừa đi qua, em phải đi ngay con đường đó. Em giới thiệu về mình nào. Dạ, em tên là Cẩm Tú, hiện tại em đang làm diễn viên tự do. Hôm nay thì mình cũng đã có dịp mình hát cùng với chị Hương Tràm, người mà mình ngưỡng mộ ha. Hát đúng em. Cái bản hit của chị nữa. Chưa bao giờ bản hit của chị lại lệch tông như thế. Chị có buồn không ạ? Không. Vui lắm em, đây là lần thứ hai chị Tràm hưởng cảm giác này rồi, cho nên chị cũng quen. Cảm ơn Hương Tràm, cảm ơn Cẩm Tú nha. Thêm một năm nữa Tuấn ơi. Em nôn quá. Tuấn, em nhìn thấy những gì vừa diễn ra đúng không em? Ừ. Mong rằng em sẽ đi trèo lên đi núi cao vời vợi vui nè. Và bây giờ Bùi Anh Tuấn sẽ hát cùng với anh chàng số 6, cái người mà tất cả những người ở đây cố tình gán ghép cho Bùi Anh Tuấn để song ca bên chàng này. Không phải hai cái áo nó cũng na ná nhau kìa. Banh banh. Khoái mấy kèo nguy hiểm lắm nè. Giận ai á. Từ bao giờ thấy thật thầm, cũng từ bao giờ vần vờ đêm anh sao mơ. Kia là yêu là không, là yêu là không mơ. Và đây là yêu là không, là yêu là những mộng mơ. Bạn này có khả năng nhậu hay chứ không hay? Em là cảm giác là hay à. Có vẻ là cũng giống như cái cô số 5 này là hát được mà giả bộ làm nhẹ lời. Em nghĩ là không hay. Từng ngày qua cứ thế và từng ngày cũng thế, tôi cho ông cơn ngủ mê. Từng ngày qua cứ thế và từng ngày cũng thế, tôi cho ông cơn ngủ mê. Lần năm theo hết nhân đam mê dại khờ, một tay đó cứ vô vơ. Một mình bên nỗi nhớ, một mình bên những khát khao mong mà anh mơ hồ. Một mình ôm nỗi nhớ đợi chờ và mộng mơ. Em nhìn nhìn về phía tôi. Xin thời gian hãy cho gần lại rồi cho lần từ trái tim này được nói với em rằng tôi. Nhịp đâu, nhịp đâu? Từ bao giờ thấy thẫn thờ? Cũng từ bao giờ. Giờ này là hát hay này. Vẫn vờ đêm ánh sao mơ. Hát hay nào. Kia là yêu là không, là yêu là không mơ. Và đây là yêu là không, là yêu là những mộng mơ. Từng ngày qua cứ thế. Và từng đêm cũng thế. Như trong cơn cục mê. Lần nằm đâu hết những đam mê dại khờ. Của một ai đó cứ ngỡ vô vơ. Một mình ông nỗi nhớ. Một mình ông khát khao. Một mình mơ hồ. Một mình với những nỗi nhớ. Được chờ và mộng mơ. Mưa ngày mai. Chàng trai cứ lần đầu loạn nhịp mà chẳng kịp định hình xem ai gõ cửa trái tim mình. Xin thời gian hãy cho ngừng lại dù trong phố say. Gọi là người trai trái tim này được nói với em rằng tôi. Em đã đi hết chặng đường. Dễ thương. Hai bạn chửi lộn xong rồi đó anh Nghĩa. Tiếc quá. Thiệt là đau lòng. Đau lòng. Lẽ ra mình được nghe một cái bản song ca tuyệt vời với công số 1 hồi nãy. Thiệt rồi, chứ. Ôi đau lòng mà đứt từng đoạn ruột. Em trai giới thiệu về mình đi em. Nếu các anh chị đã thành tâm muốn biết. Trời ơi. Em sẵn lòng trả lời. Thanh An, sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm. Cảm ơn em nha, cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay. Chúng ta cùng lên sân khấu nào các bạn. Hai bạn Cẩm Tú và Thanh An gây cho chúng tôi quá nhiều bất ngờ. Vậy thì các bạn cũng xứng đáng với phần thưởng mà các bạn nhận được. Mỗi bạn số tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng. Hôm nay Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn đều không thành công khi chọn sai. Vì thế các bạn đến đây góp vui là chính nha. Và nhận được tràng vỗ tay của quý vị khán giả ở đây là 10. Dạ. Chương trình Giọng Ải Giọng Ai sẽ còn tiếp diễn vào tuần sau lúc 19h30 thứ Bảy trên HTV7. Cảm ơn chuyên gia Sophie Oppo Camera Phone đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đón xem Giọng Ải Giọng Ai tập 5 phát sóng vào lúc 19h30 phút thứ Bảy ngày 25 tháng 8 năm 2018 trên kênh HTV7. Oppo F9 hân hạnh đồng hành cùng chương trình.